Ngoài Đấy. ra thì chỗ này anh chị em có khám phá rất nhiều các cái tính năng. Được chưa ạ? Rất nhiều các tính năng ở đây mà có thể anh chị em chưa biết. Thứ nhất, cái là gì ạ? Chỉnh sửa ảnh này. Đấy. Anh chị em chọn một cái ảnh. Sau đó là chúng ta vào đây chúng ta chỉnh sửa. Nó giống như là thằng Canva vậy. Tất nhiên là nó không thể bằng Canva được. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa ảnh ở đây. Chúng ta có thể thay đổi kích cỡ này. Chúng ta có thể thêm văn bản này. Được chưa ạ? Thêm các cái văn bản vào đây này. Đấy. Ok không ạ? Mình có thể sửa vào đây. Đây là Quang Huy chẳng hạn. Đấy. Chúng ta có thể phóng to, thu nhỏ, đưa vào chỗ nào đấy mà mình muốn. Không ạ? Mình có thể thay đổi phong cách, thay đổi màu sắc, đấy, thay đổi phông chữ, có thể căn chỉnh. Có thể thêm các cái hình dạng vào đây. Đấy. Có thể thêm các hình dạng vào đây. Đấy. Được chưa? Đấy. Thay đổi màu sắc của hình dạng. Đó. Tô viền. Đấy. Độ mờ. Đấy. Được chưa? Thứ tự. Đấy. Ok không ạ? Rồi mình có thể thêm nhãn dán, có thể thêm các hình ảnh khác chèn vào, có thể tùy chỉnh về màu sắc, có bộ lọc, có phông nền, có tất cả mọi thứ ở trên này. Bao nhiêu anh chị em đã biết được cái việc mình hoàn toàn có thể chỉnh sửa hình ảnh ngay trên CapCut thì comment là nói số 1 ạ.